Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Hana S. Vào những ngày đầu năm như thế này thì chắc hẳn chúng ta được tràn đầy năng lượng để viết resolution đúng không nào? Mình sẽ giới thiệu một chút về resolution cho trường hợp những bạn nào chưa biết đến cái này là cái gì nhé. Chúng ta có thể hiểu năm nay resolution là danh sách những việc cần phải làm và những thói quen xấu cần phải loại bỏ để có một năm mới thật ý nghĩa và thành công. Phần lớn mọi người khi viết cái này rất là hăng hái, nhưng ít ai theo dõi thực hiện đầy đủ những lời cam kết của mình đến cuối năm, hoặc là quên hẳn luôn những gì mình từng viết vào đầu năm rồi. Trong video này, mình sẽ chia sẻ các bạn cách mà mình đã từng áp dụng để đạt được tất cả những điều mình viết trong resolution 2020 của mình nhé. Trước tiên mình muốn các bạn hãy so sánh hai cái bản resolution này và thử tự đánh giá xem bản nào sẽ giúp chúng ta dễ theo dõi mục tiêu và làm việc hiệu quả hơn nha. Có 3 điều cần thực hiện trong resolution này. Một là giảm được 4kg trong năm nay. Thứ hai là đạt 7.0 IELTS vào tháng 9. Và thứ ba là cool the crush. Ở resolution thứ 2 thì chúng ta cũng có 3 điều cần thực hiện. Nhưng đến với điều thứ nhất là giảm 4kg trong năm nay, thì mình còn phải đi bơi 2 lần một tuần, chỉ được uống trà sữa 3 lần một tuần và ăn rau mỗi ngày. Mục tiêu thứ 2, đạt 7.0 IELTS vào tháng 9, thì mỗi ngày mình cần phải luyện nói với Elsa 10 phút, là một passage của reading, 2 lesson của listening, và mỗi tuần mình phải viết một task 1 và một task 2, phải làm bài thi hữu để kiểm tra bản điểm vào cuối mỗi tháng và xem một bộ phim tiếng Anh vào cuối mỗi tuần. Mục tiêu thứ 3 là cool the crush, thì mình phải tìm những quán món đậu mắm tôm ngon để gửi crush đi ăn, vì bắt luôn mình rất thích ăn món đậu mắm tôm. Phải cài game thường xuyên hơn để bắn crush, tại vì crush chơi dở và uống được gánh, và đẹp trai không bằng trai mặt, thế là mình không có được từ bỏ giữa chừng. Sau khi so sánh hai cái bản resolution này thì chắc hẳn các bạn cũng đã có đáp án là cái này sẽ hiệu quả hơn đúng không? Và mình cũng xin đưa cái đáp án của mình luôn, thì đó là chính là cái resolution thứ 2. Sự khác biệt để làm nên hiệu quả của hai bản resolution này hiệu quả rõ ràng rồi đúng không nào? Bản thứ nhất là trường hợp mà chúng ta đều mắc phải khi mà không những viết resolution mà còn cả khi lên kế hoạch, mục tiêu lập plan nữa. Nhược điểm của cái cách lập resolution này chính là chúng ta đã đặt những mục tiêu quá chung chung. Chúng ta không thử nghĩ đến mình sẽ thực hiện nó như thế nào, mình cần phải làm gì mỗi tuần, mỗi ngày, mỗi tháng để đạt được những mục tiêu đó vào cuối năm. Và nhược điểm đó của bản 1 lại chính là ưu điểm của bản 2. Mình tin rằng là mọi người cũng thấy việc mà mình liệt kê ra những thứ mình còn phải làm, suy nghĩ những cái cách mà mình có thể thực hiện để hoàn thành cái mục tiêu đó, sẽ giúp chúng ta dễ theo dõi tiến độ của mục tiêu và khả năng đạt được mục tiêu đó cao hơn là cái việc mà chỉ lập một cái bản resolution dài hòn, dài cái chain A4 và những cái mục tiêu chung chung. Và ban đầu chỉ cần chúng ta lập một cái resolution chi tiết như thế hoặc là chi tiết hơn nữa, thì trong năm các bạn chỉ cần cố gắng thực hiện hay những việc mình cần phải làm mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, thì mình tin rằng nếu mà không hoàn thành được 100% những gì mà mong muốn của các bạn, thì các bạn cũng sẽ hoàn thành không dưới 70-80% đâu. Ngoài ra thì để có động lực hơn cho việc lập cái resolution của mình và theo dõi tiến độ của kế hoạch, thì các bạn có thể mua những quyển sổ xinh xắn để làm resolution của mình. Và đối với những bạn mà có hoa tai và có niềm yêu thích đặc biệt với vẽ thiết kế, thì các bạn có thể lên Google search keyword bullet journal. Nó sẽ có rất là nhiều quyển sổ mẫu cho các bạn tham khảo, và các bạn có thể tự thiết kế một cái quyển resolution xinh xắn cho mình. Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng những cái app, những web theo dõi cái tiến độ kế hoạch ở trên máy tính hay điện thoại để dễ dàng theo dõi kế hoạch của mình hơn. Hiện tại thì mình có đang xài một ứng dụng tên là Notion, thì nó khá dễ sử dụng và nó cũng có liên kết giữa điện thoại và máy tính nên rất là thuận tiện luôn. Ngoài ra thì template của nó cũng rất là xinh xẻo, cho nên là các bạn có thể tham khảo cái app này nha. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong video lần này. Mình hy vọng là các bạn sẽ áp dụng thành công cách của mình để lập được một cái resolution 2021 hoặc là chi tiết, và theo đó các bạn có thể dễ theo dõi tiến độ của mục tiêu của mình và thực hiện cái mục tiêu của mình dễ hơn nha. Mình cũng xin chúc tất cả các bạn có một năm mới thật là vui vẻ, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ kênh Hana S của tụi mình trong suốt năm 2021 này nhé.